Cả showbiz đổ bộ đám cưới Diễm My, vợ chồng Trường Giang cùng loạt cặp đôi hot trong V-Beach xuất hiện. Trấn Thành hát live trên sân khấu, bà xã thả tim tình cảm, Minh Tú hôn xõa, lầy lội trước ống kính. Tối ngày 21 tháng 12, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của Diễm My 9X đã đến chung vui cùng cô và ông xã Doanh Nhân. Ngày trọng đại của cô có mặt dàn sau đình đám trong giới giải trí như vợ chồng Trường Giang, vợ chồng Trấn Thành, vợ chồng Diệu Nhi, Hương Giang, Khả Ngân, Thanh Sơn, Ngọc Thanh Tâm. Không gian tiệc cưới của Diễm My 9X và Doanh Nhân Vinh Nguyễn được trang trí bằng hoa tươi, những hình ảnh kỷ niệm của hai vợ chồng được thiết kế dưới dạng mô hình cuốn phim. Những bàn tiệc cũng được sắp xếp chỉnh chu, sang trọng. Thay vì đi cùng nhau, Trấn Thành, Harry vốn lại tách lẻ khi đến tham dự. Khi vào bên trong khu vực tổ chức đám cưới, cả hai mới cho thấy sự gắn kết, tình cảm, khiến người xem phải ghen tị vì độ ngọt ngào. Trong khi ông xã đang hát chúc mừng đồng nghiệp, Harry dưới sân khấu cổ vũ nhiệt tình cho chồng. Cô đưa điện thoại quay khoảnh khắc anh hát, không quên thả tim để tiếp thêm động lực cho đạo diễn phim Nhà Bà Nữ. Sau thời gian ở cử, Nhã Phương đã có thể đến chung vui cùng bạn thân. Người đẹp phim 1990 sánh bước cùng chồng tới sự kiện. Chỉ sau hơn một tháng sinh con, Nhã Phương đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng. Vì vậy, dù chọn thiết kế có phần ôm sát cơ thể, Nhã Phương không hề bị làm khó, ngược lại còn tôn lên được vóc dáng thon thả sau sinh của cô. Tương tự vợ, Trường Giang mặc trang phục tối màu, đồng điệu khi cùng bà xã đến chúc phúc cho Diễm My. Đám cưới Diễm My 9X cũng quy tụ nhiều đôi vợ chồng son trong showbiz Việt như Diệu Nhi, Anh Tú, Buka, Dinh Tuấn Kiệt. Từ chỗ giấu kín chuyện yêu đương, không muốn thể hiện tình cảm nhiều trước khán giả, từ khi kết hôn với nhau, chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ. Những cặp đôi này đã dần cởi mở hơn khi xuất hiện trước truyền thông, luôn như hình với bóng trong hầu hết các sự kiện. Vợ chồng Đông Nhi, ông Cao Thắng cũng diện đồ tông sẹt tông khi đến chung vui cùng Diễm My 9X Vinh Nguyễn. Tiến Luật, Thu Trang cũng tay trong tay có mặt trong ngày vui của đàn em. Mặc dù thường phủ nhận chuyện yêu đương nhưng Thanh Sơn, Khả Ngân dường như không rời nhau trong sự kiện này. Cặp đôi liên tục xuất hiện chung, mặc đồ đồng điệu. Những khoảnh khắc trọng đại trong ngày vui của Diễm My 9X cũng liên tục được các đồng nghiệp cập nhật trên mạng xã hội. Trong nền nhạc du dương, cô dâu Diễm My tiến vào lễ đường, nơi chồng đã đứng chờ sẵn. Cả hai cùng nhau thực hiện những nghi thức quan trọng trong lễ cưới. Hội bạn cô dâu sau thời gian miệt mài tập luyện cũng sẵn sàng biểu diễn, góp vui trong đám cưới. Khả Ngân, Ngọc Thanh Tâm, Hoàng Oanh, Trang Hí nhảy nhót nhiệt tình, mang lại không khí tươi vui cho bữa tiệc. Năm 2016, Diễm My 9X và Vinh Nguyễn lần đầu có dịp gặp gỡ khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đây, họ dần cảm mến nhau, tìm hiểu và tiến đến mối quan hệ yêu đương. Có thời gian, cả hai rạn nứt vì yêu xa. Tuy nhiên, sau đó họ cũng đã hàn gắn và có được một tình yêu hạnh phúc cho tới hiện tại. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Diễm My 9X cùng Doanh Nhân Vinh Nguyễn tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của nữ diễn viên đã nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!